Chào cả nhà. Trời ơi, ngày hôm nay đi chợ thấy họ bán bánh tráng trộn ngon quá các bạn ơi. Cái loại này là bánh tráng Tây Ninh hay bánh tráng gì là quên, mình quên tiêu rồi. Đó, họ trộn sẵn vậy đó các bạn. Ở trong đây có hộp nước me. Một hộp đậu phộng. Bây giờ á mình mua thêm trái xoài. Mình về mình bào ra ăn cái này để mình ra ngoài vườn xem coi mình còn rau răm không nghe các bạn. Rồi mình bỏ rau răm vô, cái rồi phi một miếng mỡ hành mình đổ, mình rưới lên nữa, mình làm một dĩa bánh tráng trộn siêu to siêu bự nha các bạn. Để chốt luôn, gọt trái xoài ra. À, ngon chưa, hấp dẫn chưa? Nhiều khi á mua về cái định làm á các bạn, mà cái về cái nó không có đầy đủ nguyên liệu á, cái không có ăn được. Cho nên mình thấy hả, giờ cứ mua, mỗi lần ăn cái đi mua miếng vậy á, mà nó tiện. Nhưng mà đi chợ nhiều á thì nó sẽ tốn tiền các bạn. Cho nên nhiều khi mình cũng hạn chế đi chợ, mình đi một lần thôi. Ở nhà cứ soạn đồ trong tủ, có gì ăn đó đâu mọi người. Cho nên đó là lý do tại sao mà em quay video cho tất cả mọi người xem á. Nó không có nhiều đồ ăn mà không có hoành tráng. Đôi khi em nấu em hay đơn giản quá đồ ăn lại các bạn. Cho nó ngon. Không phải nó ngon mà nó lẹ. Bây giờ mình sẽ làm xoài lắc nha các bạn. Xoài lắc tới đây. Đây, cái phần này là muối tôm của mình làm đó mọi người. Một muỗng đường, muỗng cái cà phê. Xoài này cũng không chua lắm. Và một ít nước mắm. Rồi, xong. Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ ngày hôm nay là mình đi chợ, mình thấy họ bán bánh tráng trộn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người ăn bánh tráng trộn của mình nha. Lâu lắm rồi, qua đây 2 năm rồi các bạn mới ăn lại bánh tráng trộn á. Nhưng mà cái tiệm này họ bán bánh tráng cũng khá là ngon. Giờ mời tất cả mọi người cùng ăn nha. Nó giòn cũng luôn. Quá ngon. Xoài á thì giòn giòn, bánh tráng giòn nhưng mà không quá cứng, tan trong miệng. Ngon không? Nó giòn nhưng mà không quá cứng. Rồi đó, cái phần nước sốt me
chua chua ngọt ngọt này. Cái phần này cái ở này bạn biết thiếu gì không? Thiếu khô bò, thiếu khô bò với trứng cút. Chọn anh. Ông chú ở chung nhà, không phải chồng mình đâu nghe mà. Ngon. Nhưng mà biết không, cái hộp này á, hồi nãy mình quay cho bạn xem á, một hộp 8 đồng. Một hộp 8 đồng. Không có rau âm, không có xoài, không có khô bò, không có trứng cút. Mọi bạn thấy 8 đồng là bên đây là mắc các bạn. Bữa ăn trưa 8 đồng là mắc. Nhưng mà nhiều khi á thèm thì mua ăn chứ nó mắc lắm bạn. Mua dĩa còn phải mua xoài nữa. Nếu như mà mình á muốn đầy đủ á, mua khô bò, xoài, rau âm. À rồi nãy mở hành á, hành ở ngoài sau nhà là mình làm thôi nó đỡ tốn tiền, chứ còn không ở nhà nào chưa có hành là phải đi mua hành nữa. Ngon quá. Đi chợ thấy muốn mua lắm luôn, mà không muốn mua. Đau bỏng. Cái mình trộn lên, trộn lên để nó quấn nè, nó kiểu nó là nó bị bệnh các bạn ha. Nhiều lắm luôn các bạn, tính ra là nhiều nhiều được hai người ăn hết luôn á. Cái này hồi nãy phải mình nằm bỏ thêm miếng sa tế nữa ha. Quên nữa, nãy giờ ăn này quên ăn xào lóc. Xào lóc bạn ơi, mời bạn ơi. Xoài giòn ngon lắm. Xoài này không có chua lắm, ăn ngon. Mà mới mua ăn liền cũng ngon các bạn ơi. Trà sữa mình làm. Mình làm mà mình cảm thấy rất là dễ. Trà với sữa đặc làm ra rất là vừa ý luôn, vừa miệng vừa ăn, không sợ chất bảo quản, không sợ gì hết. Có điều á, ăn thạch á phải làm rất là cực, cho nên lười. Mỗi lần ăn pha trà với sữa thì uống nhớ đẻ.
Ngon quá luôn á. Súp mà họ làm gì ăn bây giờ mình nhớ rồi, bánh tráng này gọi là bánh tráng Long An. Cái đũa này của mình bị quẹo à. À, mình đang bùi bùi bé béo. Ông ấy đang nó chua. Wow. Đúng đã luôn, đúng chất luôn. Xoài kêu bằng xoài lắc, bánh tráng trộn và trà sữa.
số 1. Thôi, bây giờ mình sẽ kết thúc video rồi đây. Giờ nói lẹo lưỡi luôn. Thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye mọi người, bye.